Nhà mình khi nhận được sản phẩm thì quay giúp Hatato video để Hatato hỗ trợ bảo hành cho nhà mình một cách nhanh nhất để việc lắp đặt được thuận tiện nhất. Thì nhà mình giúp Hatato phân loại các loại ốc và phụ kiện giống như trong video để thuận tiện hơn trong việc lắp đặt. Đầu tiên thì ta lắp phần khung phải. Phần khung phải thì có phần nhựa ốp ở trên thì và ở phần giữa có hai cái ốc bắt khung màn, thì ta quay cái phần ốc bắt khung màn ra bên ngoài. Đó, hai cái phần ốc khung màn. Tiếp đến thì lắp với phần đuôi lôi cũi. Dùng cái ốc chung để lắp phần đuôi lôi cũi. Trong quá trình lắp đặt mà cần thêm sự hỗ trợ thì nhà mình cứ liên hệ với hotline hoặc là áp số Zalo để Hato hỗ trợ gọi điện hướng dẫn lắp đặt chi tiết cho nhà mình. Tiếp theo thì ta lắp đến cái phần khung cánh cửa. Sau khi lắp phần khung hoàn thành thì ta lắp đến phần bánh xe. Thì bánh xe thì mình cũng lắp lần lượt 4 bánh xe dùng ốc như trong hình để lắp 4 bánh xe. Lưu ý một chút là cái phần ốc này lúc đầu thì nó sẽ hơi chặt. Vì thế thì mình sẽ cần một cái bộ dụng cụ là cần một cái cờ lê để giữ đầu ốc. Mục đích của cái việc chặt này là giúp cho khi mình chuyển củi thành bập bênh thì ốc nó không bị tuột ra. Sau khi lắp xong bánh xe thì ta lắp đến phần sàn để đồ. Sàn để đồ sẽ có cái gờ góc như trong hình ấy. Đó, lắp gờ góc và lắp sàn để đồ. Đó, sàn để đồ sau khi lắp xong thì mình lắp đến sàn vé nằm. Sàn vé nằm thì mức đầu tiên là tầng tầng 1. Họ tầng 1 thì ta dùng cái ốc như trong hình để lắp lần lượt 5 vị trí. Và tiếp tục thì ta lắp đến phần sàn vé nằm lên. Lưu ý phần sàn vé nằm sẽ có một cái lỗ ở giữa như trong hình đây. Và ta dùng cái ốc chung này vít trực tiếp cái thanh khung phải vào cái sàn vé nằm đó. Sau khi lắp xong sàn vé nằm thì ta tiến hành lắp đến bàn thanh tã. Bàn thanh tã thì ta sẽ có hai cái miếng gỗ phụ kiện để giữ và có 4 miếng nhựa. Một lưu ý cho nhà mình là nhà mình nên dùng cái ốc dài nhé, dùng 4 cái ốc dài để lắp 4 vị trí cho bàn thay tã. Đó đây, mình có thể là đầu tiên là lắp vào phần nhựa, phần gỗ đến phần nhựa và gắn vào bàn thay tã. Đó. Và ta lắp các ốc còn lại của bàn thay tã. Sản phẩm thì được bảo hành những 3 năm nhé. Nhà mình mà trong quá trình sử dụng có vấn đề phát sinh thì cứ liên hệ Hato để Hato hỗ trợ. Tiếp theo thì ta lắp đến phần khung màn. Đó. Khung màn thì vừa rồi thì Hato đã hướng dẫn nhà mình cách lắp ráp hoàn chỉnh với củi cho bé S759, dòng củi 7 chức năng trong 1.